Bayern Munich đã một lần nữa trở thành cơn ác mộng đối với Arsenal tại đấu trường Champions League. Đã chẳng có cuộc lật đổ mãn nhãn nào tại Allianz Arena hết. Bộ đàm từ các vị khách báo về, họ đã thành công trong việc phong tỏa chân sút chủ lực Harry Kane từ đội nhà, nhưng đồng thời cũng bất lực chứng kiến Joshua Kimmich tung nhát dao chí mạng và đoạt luôn tấm vé vào chơi trận bán kết CUP C1 mùa giải 2023-2024. Vậy là sau tất cả, những cậu trai trẻ đầy nhiệt huyết của Mikel Arteta vẫn chưa chịu lớn. Chu kỳ buông của pháo thủ tuy có đến trễ hơn so với dự định, nhưng rồi cuối cùng lại quét sạch khiến các The Gunners khóc không nên lời. Arsenal đứng trước nguy cơ mất tất cả chỉ trong vỏn vẹn một tuần. Còn với Bayern Munich, họ dường như đã tìm được chiếc phao cứu sinh cực kỳ cần thiết lúc này. Và Harry Kane có lẽ sẽ gửi riêng những lời nhắn đầy yêu thương đến đại kình địch một thời, khi đội bóng thần London đã trực tiếp kéo dài giấc mơ nâng cao chiếc cúp tay vòi của cựu sao gà trống. Để rồi biết đâu đấy, chính Arsenal sẽ đóng vai trò không hề nhỏ để giúp Harry Kane giải được cái vía không thể vô địch vốn đã đeo bám mình xuyên suốt sự nghiệp. Ngay bây giờ, hãy cùng điểm lại những diễn biến vô cùng hấp dẫn ở trận tứ kết lượt về Champions League giữa Bayern Munich và Arsenal. À mà nếu cảm thấy không phí hoài 90 phút cú đêm để theo dõi trực tiếp diễn biến hấp dẫn trên thánh địa Allianz Arena, anh em hãy để lại một like và gửi lời chúc mừng tới Bayern Munich. Bayern Munich bắt buộc phải giành chiến thắng và lọt vào bán kết Champions League thì mới có thể nuôi hy vọng thoát khỏi cảnh trắng tay ở mùa giải năm nay. Và Harry Kane cũng rất cần chiếc cúp tay vòi danh giá để giải cái vía bị danh hiệu hắt hủi quá nặng của mình. Trả lời phỏng vấn trước trận, Harry Kane tiết lộ ước mơ của bản thân là vô địch CUP C1 ngay tại Wembley. Với tôi, không có điều gì tuyệt vời bằng việc nâng cao chiếc cúp vô địch Champions League tại Wembley. Chúng tôi vẫn còn cách điều đó vài bước và bước đầu tiên là Arsenal. Trong khi ấy, huấn luyện viên Tuchel cũng cho thấy quyết tâm của mình khi tuyên bố sẽ giúp Hùm Xám đi tiếp, đồng thời mang cả vinh quang dành cho Bundesliga. Chính vì quyết tâm cao như vậy, cộng thêm được thi đấu trên sân nhà, các cầu thủ Bayern Munich tràn lên tấn công ngay từ những phút đầu tiên. Leroy Sané mở màn với pha gây rối loạn bên phía cánh phải, rồi chọc khe cho Kimmich băng xuống tạt bóng. Harry Kane bên trong vòng cấm đã cố gắng tung chân dứt điểm, nhưng bóng đã đi thiếu chính xác. Như được quên, Arsenal cũng đang bị dồn vào thế chân tường. Đội khách đã tự bắn vào chân mình trong cuộc đua ngoại hạng Anh, để rồi giờ đây đoàn quân Mikel Arteta phải bám víu vào Champions League nhằm thoát cảnh chu kỳ buông đầy ám ảnh. Phút thứ 8, các vị khách đến từ London đáp trả khi Martinelli nỗ lực đi bóng vào trong rồi cứa lòng chân phải. Bóng đi với quỹ đạo khá đẹp nhưng đáng tiếc lại bay ra ngoài. Cả hai đội ăn miếng trả miếng vô cùng quyết liệt. Khu vực giữa sân rất nóng khi Bayern Munich có tới 5 tiền vệ, còn pháo thủ cũng không kém cạnh với tam tấu Jorginho, Declan Rice và Odegaard. Đến phút 21, lại là Martinelli đi bóng thả vào vòng cấm của Bayern Munich gây ra sự hỗn loạn. Cơ mà Manuel Neuer vẫn ở đó và giải quyết vấn đề khá nhanh. Chỉ 2 phút sau, Hùm Xám đáp trả và suýt chút nữa thôi, họ có điều mình cần. Marouane băng xuống tốc độ rồi căng ngang vào trong. Ben White cố gắng phá ra để rồi suýt thì phản lưới nhà. Đến phút 28, Arsenal có câu trả lời khi Jorginho chọc khe cho Saka băng xuống. Ấy vậy mà đường truyền ngược ra của ngôi sao máu số 7 lại không có người tiếp ứng. Thử thách tiếp tục dành cho Manuel Neuer khi Odegaard dứt điểm từ ngoài vòng cấm. Bóng đập chân cầu thủ Bayern Munich rồi đổi quỹ đạo. Tuy nhiên, thủ thành người Đức vẫn đủ tỉnh táo để giải nguy. Ngay sau ấy, đội chủ nhà đã có những phân trần với trọng tài trước cảnh Arsenal tổ chức uống nước họp team quá lâu ngay giữa trận, để rồi suýt nữa Hùm Xám dính bẫy của thầy trò Mikel Arteta. Pháo thủ quay trở lại với quả đá phạt cực kỳ nguy hiểm. Ben White băng vào đánh đầu nhưng vẫn không thắng được Neuer. Và đó cũng là pha bóng đáng chú ý cuối cùng của hiệp 1. Cả Bayern và Arsenal đều thi đấu vô cùng nỗ lực nhưng họ đều chưa thể khiến bảng tỷ số thay đổi. Thế cân bằng vẫn được thiết lập và tấm vé vào vòng bán kết vẫn chia đều cho cả hai. Bước sang hiệp 2, Bayern dường như quyết tâm hơn khi dồn đội hình lên phủ đầu đối thủ. Khi kim đồng hồ mới điểm phút 47, Joshua Kimmich tạt bóng và Goretzka bay người đánh đầu. Nhưng rồi các cầu thủ viên Hùm Xám lại ôm đầu tiếc nuối khi bóng đập trúng cột dọc của Arsenal. Sóng gió với đội khách chưa dừng lại ở đây. Chỉ 10 phút sau, sự không hiểu ý giữa hậu vệ và thủ môn David Raya đã suýt chút nữa biếu không cho Bayern bàn thắng quan trọng. Sức ép liên tục được đội bóng xứ Bavaria tạo ra. Goretzka nhận bóng từ Musiala và tung chân sút luôn. Nhưng Tomiyasu đã ập vào cực nhanh. Arsenal vẫn đứng vững. Nhưng rồi cuối cùng, những đợt tấn công như sóng vỗ bờ đến từ đoàn quân của Thomas Tuchel đã khiến pháo thủ vỡ bờ. Phút 63, Rafael Guerrero tạt bóng bên phía cánh trái vào vòng cấm và Joshua Kimmich bất ngờ băng vào đánh đầu, tung lưới đối thủ. 1-0 cho đại diện nước Đức và tổng tỷ số lúc này là 3-2. Nếu vẫn giữ nguyên kết quả này, Bayern Munich sẽ lại một lần nữa tiến Arsenal rời khỏi đấu trường Champions League.
Tinh thần pháo thủ bắt đầu có dấu hiệu hoảng loạn, để rồi trong lúc còn chưa hiểu điều gì mới xảy ra, suýt chút nữa Arsenal phải nhận thêm bàn thua thứ hai. Được đà xông lên, Sané, Kimmich rồi Musiala liên tục tạo ra sóng gió, khiến hàng phòng ngự đội khách luôn bị đặt trong tình trạng báo động. Phải mãi đến phút 80, đội bóng của Arteta mới vùng lên mạnh mẽ. Gabriel Jesus sau khi được tung vào sân đã có pha thoát xuống đối mặt với Manuel Neuer. Cơ mà pha kết liễu cuối cùng của cựu sao Man City là đưa bóng lên thẳng khán đài. Đến lượt Odegaard tìm kiếm cơ may với cú dứt điểm ở góc gần phút 88, nhưng rồi chiến thắng vẫn là thủ thành số 1 người Đức. Càng về cuối trận, cơ hội lật kèo của pháo thủ càng trở nên mong manh. Họ bất lực trong việc tìm ra sơ hở của lớp phòng ngự kiên cố mà huấn luyện viên Thomas Tuchel đã dày công bố trí. Để rồi mặc cho có thêm 4 phút bù giờ cho hiệp 2, thì đại diện nước Anh vẫn hoàn toàn bất lực. Và khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, cầu trường Allianz Arena như muốn nổ tung. Cho một ngày Harry Kane không để lại được dấu ấn, thì điều đó cũng chẳng còn quan trọng nữa. 1-0 là quá đủ để giúp Hùm Xám thêm một lần nữa vùi dập pháo thủ. Bayern Munich đã chính thức trở thành chủ nhân của tấm vé vào chơi trận bán kết C1 năm nay khi hạ đẹp pháo thủ với tổng tỷ số 3-2. Và sẽ đối đầu với Real Madrid trong trận cầu mà Real đã có chiến thắng nghẹt thở trước Man City trên chấm luân lưu. Vậy là viễn cảnh tiếp tục trắng tay năm nay của Hà Duy Kiên đã được gia hạn. Sau thảm họa tại Bundesliga cũng như cúp quốc gia Đức, giờ đây Harry Kane đã tìm được chân ái của đời mình. Đã không còn là hình ảnh cựu sao Spurs gánh còng lưng cả Bayern Munich nữa. Giờ đây những người đồng đội đã biết cách san sẻ gánh nặng và tỏa sáng đúng thời điểm, giúp Hùm Xám dương nành. Đây mới là Bayern Munich mà chúng ta vẫn hay biết, lạnh lùng kết liễu con mồi với sự hiệu quả gần như tuyệt đối. Để rồi con đường chinh phục Champions League của thầy trò Tuchel đã được rút ngắn đáng kể. Còn Arsenal thì sao? Họ đang đứng trước nguy cơ mất tất cả chỉ trong vòng một tuần. Từ ngoài hạng Anh đến cúp C1, những trận thua đầy tai hại đang khiến cho giấc mơ vô địch của thầy trò Arteta trở nên xa vời. Dẫu đã cải thiện rất nhiều bài toán tâm lý, nhưng rồi bóng ma chu kỳ buông đã lại hiện về theo một cách đầy đau đớn mà các Gunners không thể lường trước được. Họ lại để Bayern Munich đà bại và tiếp tục mang con Hùm Xám đáng sợ về ám giấc mơ của đội viên nhà. Arsenal đã thua từ chế trận cho đến tâm lý thi đấu trước Bayern. Nỗi buồn này tưởng như đã quá quen thuộc với khán giả thành London, nhưng giờ đây nó lại đau hơn gấp trăm lần bởi pháo thủ đã từng gieo không biết bao nhiêu hy vọng vào đó. Cơ mà kẻ nở nụ cười vinh quang cuối cùng lại vẫn là gã khổng lồ Bayern Munich. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến hết video ngày hôm nay. Hãy để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận, cũng như để lại một like và một đăng ký kênh nếu bạn thấy hay và video hấp dẫn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.